Trung vệ Vũ Tiến Long không phải gương mặt xa lạ với những người quan tâm tới bóng đá trẻ. Cầu thủ sinh năm 2002 là thành viên trẻ nhất trong đội hình của U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 ngay trên sân nhà. Anh cũng cùng U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2022, U15 Đông Nam Á 2017. Năm 2024 được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp và cuộc sống của trung vệ trẻ Vũ Tiến Long. Vài tháng sau khi đường ai nấy đi với bà xã Diễm Quỳnh, Tiến Long xin rời đội bóng thủ đô Hà Nội FC để đầu quân cho câu lạc bộ Quảng Nam bằng một bản hợp đồng cho mượn với hy vọng được ra sân thi đấu nhiều hơn. Mùa giải vừa rồi ạ, thì cũng là một nút trầm của sự nghiệp của em. Năm vừa rồi em bị chấn thương cũng rất là nhiều. Có đôi khi thi đấu một trận nhưng mà mình đã chấn thương cả một tháng, nên là em chưa được sự tin tưởng ở huấn luyện viên ở câu lạc bộ Hà Nội, nên là em nghĩ đấy là một nút trầm trong sự nghiệp của em ạ. Sao ạ? Em với vợ bây giờ không sống nhau. Vâng ạ. Bọn em có thể không ở cùng nhau nhưng bọn em vẫn là bạn để cố gắng dành tình cảm tốt nhất cho con ạ. Thực sự là cũng rất là bất ngờ khi mà thấy trong danh sách đăng ký của Quảng Nam ở mùa giải này có tên của Vũ Tiến Long. Thì xin Tiến Long chia sẻ một chút là cái lý do khiến em đưa ra quyết định đầu quân cho Quảng Nam ở mùa giải năm nay. Ở môi trường Hà Nội cũng rất là tốt nhưng mà em ít có cơ hội được thể hiện ạ. Nên là em lựa chọn là vào thử sức ở môi trường khác. Cái việc mà em đầu quân cho Quảng Nam đây là do quyết định của ban huấn luyện hay là do cái mong muốn của cá nhân em? Dạ, đây là mong muốn của cá nhân em. Tấm gương của Lê Xuân Tú cũng như là tấm gương của Mạch Gặp Hài, những người mà chưa rời tạm rời Hà Nội và cho Quảng Nam mượn thì họ có những mùa giải thi đấu rất là thành công, thì liệu đó có phải là động lực để giúp em đưa ra quyết định này hay không? Dạ đúng ạ, thì qua mùa vừa rồi em thấy anh Lê Xuân Tú và Mạch Gặp Hà thi đấu ở đây rất là thành công ạ, và đã chứng tỏ được giá trị của bản thân, thì đối với em thì đấy cũng là một cơ hội cho em để em chứng tỏ được giá trị của bản thân mình ạ. Đa số con người ở đây thì em cũng đã từng quen rồi ạ, nên là em không thấy có một trở ngại gì về giao tiếp hay là tập luyện trên sân. Em ở trên sân thì cũng được các anh em đồng đội đây giúp đỡ rất là nhiều ạ. Cái quãng thời gian mà ở Hà Nội thì nó giúp em những cái điều gì? Được thi đấu với những người cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nó giúp em những gì? Ở Hà Nội thì được thi đấu với các anh ngôi sao của bóng đá Việt Nam, thì em cảm thấy bản thân em được học hỏi các anh từ kỹ năng xử lý bóng, từ bình tĩnh, và được các anh động viên rất là nhiều, em học rất là nhiều điều ở Hà Nội. Khi về đây thì ở Quảng Nam thì ít cầu thủ ngôi sao hơn, thì không biết em có gặp khó khăn gì không? Ở đây thì có thể ít ngôi sao hơn nhưng mà tất cả mọi người, anh em đều hòa đồng, đều vui vẻ và đoàn kết với nhau. Anh em sẽ giúp đỡ nhau từ những buổi tập, lúc ăn uống, ngủ nghỉ ạ, giúp đỡ nhau hết mình ạ. Đang quen ở Hà Nội, một thành phố rất là sôi động ấy, thì khi mà về Quảng Nam, tỉnh cũng rất là buồn ấy, thì không biết là cái cảm xúc của em nó có thay đổi gì không, và em cảm thấy như thế nào về cái không khí tại Quảng Nam? Ở Hà Nội thì rất là đông đúc, còn ở đây thì em được tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Dù môi trường nào cũng vậy thôi anh ạ, mình được đi thi đấu, được thi đấu nhiều thì cũng không là một vấn đề gì. Mục tiêu cá nhân của em thì trong mùa giải năm nay em sẽ được thi đấu trọn vẹn tất cả các trận của V-League. Còn đối với mục tiêu toàn đội năm nay cũng là một năm rất khó khăn với đội, thì đội em sẽ cố gắng thi đấu hết sức và không để xuống hạng ạ. Long bắt đầu sự nghiệp bóng đá như thế nào? Dạ, em bắt đầu sự nghiệp bóng đá năm 13 tuổi từ Viettel ạ. Sau 3 năm ở Viettel thì em bị Viettel thanh lý rồi em chuyển sang Hà Nội ạ. Đi đá bóng rồi bị loại thế mình cũng buồn ạ. Lúc ấy em thì cũng đang trẻ nên là bị loại thì tâm lý kiểu nó cũng không được ổn định anh. Nên là cũng rất là buồn ạ, khóc rất nhiều ạ. Nhưng mà may là bố em luôn ở bên cạnh và lo cho em mọi thứ và luôn động viên em. Sau đó thì sao? Ở Hà Nội thì em đã trưởng thành như thế nào? Sau đó ở Hà Nội thì em được thi đấu nhiều hơn, được thầy Dương Hồng Sơn, thầy Vũ Hùng Việt và chú Phạm Minh Đức được các thầy giúp đỡ rất nhiều. Thì em được thi đấu rất là nhiều giải trẻ và các giải hạng hạng nhì hay hạng ba.
thì em nghĩ đấy cũng là một cơ hội tốt để em được phát triển bản thân hơn, được chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn. Trong suốt cái sự nghiệp của em thì đâu là cái danh hiệu mà em cảm thấy đáng nhớ và ý nghĩa nhất? Em nghĩ đấy là chắc là chức vô địch SEA Games ở trên sân nhà Mỹ Đình ạ. Tại vì em lần đầu tiên một kỳ SEA Games bóng đá được tổ chức ở Việt Nam mà đội tuyển mình giành chức vô địch ngay trên sân nhà. Em cảm giác rất là bồi hồi và thiêng liêng ấy ạ. Long thì là cầu thủ nhỏ nhất trong cái đội hình của U22 Việt Nam giành cái huy chương vàng SEA Games đó. Thì không biết là trong cái quãng thời gian đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm tinh thần cho em như thế nào? Bởi vì chắc chắn là một cầu thủ trẻ như Long thì khi mà vào sân nó sẽ có rất là nhiều những vấn đề, mà đặc biệt là vấn đề liên quan đến tâm lý. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ những gì về lúc đấy? Dạ, em cũng may là được thầy cũng gọi riêng vào phòng nói chuyện trước mỗi trận đấu, thì thầy hay gọi em vào nói chuyện. Tại vì thầy thấy em cũng là cầu thủ trẻ, nhưng mà qua được thi đấu 1-2 trận rồi thầy thấy cũng chững chạc hơn rồi, nên là không có. Còn trận đầu tiên ở SEA Games thì trước trận đấu thầy gọi vào phòng thầy nói chuyện riêng ạ. Thì em có nhớ thầy hôm ấy thầy nói cái gì không? Thầy bảo với em là hôm nay thầy tin em, thì cố gắng cứ thể hiện hết mình đi, cứ tự tin chơi bóng và không phải lo lắng điều gì cả. Những câu nói của thầy như vậy thì dù nhỏ thôi nhưng nó có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân em? Dạ, em thấy nó có ý nghĩa rất lớn ạ. Tại vì đối với em thì cũng là một cầu thủ trẻ, em còn cũng không nghĩ là mình cũng được ra sân thi đấu chính thức. Nhưng mà được thầy động viên như thế thì nó cũng là một sự tin tưởng của thầy dành cho em, nên là em rất là tự tin và rất là cố gắng ạ. Trong cái cuộc sống bóng đá của em thì em có thần tượng cầu thủ nào không? Cầu thủ bóng đá nào? Ở thế giới hay ở Việt Nam ạ? Em cứ cả thế giới cả Việt Nam đi. Dạ, ở thế giới thì em thần tượng Leo Messi ạ. Vì sao? Tại vì anh ấy là một người chơi bóng rất là điềm đạm, một người vì chơi bóng vì tập thể, một người không kiêu ngạo, rất là trầm, rất là điềm tĩnh ạ. Em cũng đang học hỏi cách điềm đạm của Leo Messi ạ. Còn ở Việt Nam thì sao? Ai là thần tượng của em? Việt Nam thì em hâm mộ anh Trần Đình Trọng ạ. Anh cũng thấy nhiều người so sánh em là một bản sao của Trần Đình Trọng, thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy đấy cũng là một điều tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao mà chơi bóng được mình giống anh. Khi search những thông tin về Tiến Long trên Google thì anh thấy đầu tiên là có rất nhiều bài là Tiến Long lấy vợ rất là sớm. Thì đến bây giờ thì không biết mà em có bao giờ cảm thấy hối tiếc về quyết định lấy vợ sớm không? Dạ, em không hối tiếc về quyết định đấy. Tại vì nó cũng là một phần giúp cho em được suy nghĩ trưởng thành hơn và biết chăm lo cho mọi người hơn ạ. Trong cái quá thời gian mà lấy vợ sớm như thế thì em gặp những cái khó khăn như thế nào? Đặc biệt là có lẽ là em là cầu thủ ấy và em không có nhiều thời gian cho gia đình, thế nên chắc chắn là vợ cũng sẽ buồn lòng nhiều, suy nghĩ nhiều. Thì nhưng mà đối với em thì tại vì cái nghề nghiệp của mình là cầu thủ rồi, nên là em muốn vợ cũng hiểu cho mình ạ. Trong tình yêu Tiến Long là một người như thế nào? Trong tình yêu em là một người yêu hết mình và rất là trung thủy ạ. Hết mình và rất trung thủy. Sao? Em với vợ bây giờ không sống nhau đúng không? Vâng ạ. Đấy thì anh cũng được, nhưng mà anh cũng được biết là em với vợ giờ lại không còn chung sống với nhau nữa, thì không biết là lý do. Anh nghĩ là chắc là cũng cả hai vợ chồng đã rất là mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định đó. Thì không biết là cái lý do là gì, em có thể bật mí một chút được không? Lý do của em thì bây giờ hai người cảm thấy không cùng chung một tiếng nói chung nữa, thì nên là thôi hai người quyết định không ở cùng nhau nữa. Em có buồn không? Em có mất bao nhiêu lâu để em vượt qua cái nỗi buồn đó? Dạ, em cũng mất một khoảng thời gian mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ thì nó bình thường rồi, và mình cũng quen rồi.
việc mà thi đấu cho Quảng Nam ấy có phải là một cách để em cũng trốn tránh cái nỗi buồn đấy không? Cái này nó cũng tại vì bây giờ cái nỗi buồn đấy cũng không còn trong em, nên là đi vào Quảng Nam là lựa chọn để em được thi đấu nhiều, không liên quan. Thế còn em bé rất đáng yêu đó thì ai đang là người chăm sóc, mẹ à? Dạ, bây giờ bố mẹ em đang là người chăm sóc ạ. Ở nhà thì hai bên nội ngoại cũng rất là quan tâm đến đến con ạ. Thì con sẽ nói chung là sẽ ở cả hai nhà, tại vì nhà bọn em cũng rất là gần nhau ạ. Bọn em có thể không ở cùng nhau nhưng bọn em vẫn là bạn, để cố gắng dành tình cảm tốt nhất cho con ạ. Cũng không phải là đến mức mà không gặp con hay gì ạ. Bây giờ thì Long cũng tập luyện và thi đấu ở tận Đà Nẵng, cũng rất xa với Hà Nội ấy, thì không biết là em liên lạc với con như thế nào, và mỗi lần gặp con dù ngắn ngủi thôi nhưng mà cái cảm xúc lúc ấy nó như thế nào? Em thi đấu ở đây nhưng mà buổi tối thì em cũng hay gọi điện về để nói chuyện với con ạ. Còn mỗi kỳ nghỉ thì em sẽ luôn tranh thủ thời gian để về nhà, dù là ít hay là nhiều thì em luôn luôn tranh thủ về nhà để gặp con ạ. Ở nhà mình có bố mẹ, có con mình thì đấy cũng là nơi nhẹ nhàng, nơi hạnh phúc nhất ạ. Mỗi lần về đều rất là vui ạ. Đi thi đấu nhiều khi mệt mỏi hay là tập luyện có mệt mỏi thì mình cũng nghĩ về con cái, thì nó sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn ạ, khiến mình đỡ mệt mỏi hơn ạ. Ok, là một tân binh của câu lạc bộ Quảng Nam thì đầu quân cho một đội bóng mới, thì em muốn nói những cái điều gì đối với người hâm mộ? Bọn em là tân binh nhưng mà đến đây thì bọn em cũng sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng Quảng Nam, và bọn em mong muốn là được cổ động viên luôn luôn quan tâm và theo dõi và luôn động viên bọn em. Bọn em rất là biết ơn ạ, và bọn em sẽ cố gắng hết mình thi đấu ở trên sân ạ, cũng sẽ vì màu cờ sắc áo ạ. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.